Alo, Hùng Đồng Mỹ, chào anh em nha. Nay mình quay cho anh ba cái con ba lô mà nó có gọng sườn nhôm bằng sắt nha. Sườn sắt nha anh em. Cái này dành cho anh em đi hành quân chứ nhảy dù là đa số người ta dùng ba lô này nha. Đó, ba lô này sản xuất đời 86. Cái gọng của nó này. Đấy, gọng USA anh em, sản xuất đời 86, size size của nó là size lát nha anh em. Size lát. Sản xuất 86 nè. Đó, mấy con này là con LC1 này anh em. Đó là C1. Đó, có mấy con này là anh em hành quân á, là cái gọng sắt này để cho anh em khi mà dựa vô, anh em mà mệt á ngồi xuống lại anh em dựa luôn nha. Làm cái bợ nó là để anh em dựa. Đó. Chi tiết cái con này thì anh em thấy rồi thấy không? Hàng ở đây mới tinh là thấy không? Con này đời 86, có cái màu này là màu xanh cỏ úa nha anh em. Đó, mình đây có hai con xanh cỏ úa, con bên đây là con xanh ô liu nè anh em. Đó. Còn bên đây là con xanh ô liu đó, anh em thấy không, cái gọng của nó là đây gọng càng mới tinh hết nha anh em. Anh em thấy không, gọng mới tinh hết luôn. Con này con xanh ô liu, con này xanh cỏ úa nè anh em. Rất đẹp nha. Chốt phá đồ bằng đồng bằng nhôm hết nè anh em, thấy không? Con này thì mình bán cho anh em khoảng nha 4,5 triệu nha. Con xanh ô liu này thì mình bán 4 triệu. Con này mình có thể mình bán 4 triệu 5 triệu nha anh em. Đó. Anh em bán con này 5 triệu, anh em nào thiện chí thì mình bớt anh em chút xíu nha. Túi cốc đồ đầy đủ nè anh em thấy. Đó, túi cốc chia rút rồi nè. Anh em thấy không? Hàng bên mình chuẩn đẹp luôn. Ba lô này anh em bỏ khoảng được 15 bộ đồ, anh em đi du lịch gia đình ok luôn. Hàng chuẩn nữa. Đó, lỗ thoát hơi, thoát nước là đầy đủ nha anh em. Đây, gọng sau nè anh em thấy không? Đó. Đẹp tuyệt vời liền. Mang vô là anh em có cái cọng dây này nè. Anh em rút qua chỗ ngực của anh em lại nha. Đó, đây nó bự ngay chỗ cái vòng bụng anh em nè, cho khỏi bị cắn vô trong cái sườn á, nó có đồ bảo vệ hết anh em ơi, anh em mang thoải mái. Đây con này con xanh ô liu nè, anh em thấy không, xanh ô liu, con này bán khoảng 4 triệu nha. Túi cốc của nó đầy luôn anh em thấy không, xanh ô liu, túi cốc của nó nhiều hơn, để băng đạn, mấy cái này đa số người ta để băng đạn rồi nha. Đây, con này mình mở sẵn cho anh em nè. Anh em để cho anh em xem phần bên trong. Anh em thấy bên trong không? Đựng rất là nhiều đồ anh em thấy không? Bự chà bá luôn. Không đủ lách mà có thêm cái túi trong nè, thêm cái túi xe cua nữa. Để anh em bỏ dụng cụ thuốc hút hay là gì đó, bớt tiền. Còn anh em bên đây anh em bỏ quần áo. Đó. Con này bự lắm nha anh em bỏ khoảng trên 15 bộ đồ nha. Anh em đi du lịch gia đình là thoải mái luôn á. Túi cốc là quá trời luôn nha anh em. Đó. Anh em coi sau lưng này, anh em thấy đẹp ghê không? Dây này dây để anh em đeo trên vai, hai cái anh đeo hai bên vai. Còn này anh em nghịch cái bụng lại nè. Đó, khi mà anh em leo núi đi phượt rồi đó, anh em sử dụng. Rồi ok, chào anh em nha. Anh em có cần hai cái ba lô này cứ liên hệ mình Hùng Đồng Mỹ nha, số điện thoại 0933 235211 nha anh em.